Viên Thông Hoàng Thạch xin chào tất cả các bạn nhé. Nay chúng tôi sẽ cùng với bạn trải nghiệm một dòng sản phẩm mới thông minh của Ezavit, đó là mẫu sản phẩm H3 3K. Đây là dòng sản phẩm mới nhất, đây là đơn hàng đầu tiên tôi nhập về. Tôi sẽ khui ra cùng các bạn cảm nhận về sản phẩm như thế nào nhé. Cái dòng sản phẩm này được giới thiệu đó là dòng sản phẩm rất là thông minh. Nó rất tốt cho gia đình có con nhỏ. Bởi vì con cái có thể gọi điện về cho bố mẹ. Nó không giống như camera khác bạn phải bật online thì biết được. Đây, cái cảm nhận đầu tiên của tôi là con camera này rất là chắc chắn. Vỏ là kim loại vậy. Chắc nó cầm nó nặng tương đương với các loại dòng C3 Dup, C3 dòng Husky hoặc là dòng Pro. Đó là chắc chắn. Giờ tôi sẽ gắn điện lên thì mình sẽ trải nghiệm nó sẽ như thế nào. Cài lên trên điện thoại. Đây là dòng H3 3K. Cái con này cũng giống như tất cả con này Ezavit khác thôi. Nó hơn nhau là trong tính năng, rồi tí nữa chúng ta sẽ xem nó hay đến mức nào. Viễn thông Hoàng Thạch. Viễn thông Hoàng Thạch thì chuyên bán cho anh em thợ và khách hàng về tự gắn. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật sẽ hướng dẫn quý khách lúc cài đặt và cũng như trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ trục trặc gì thì khách hàng của chúng tôi sẽ luôn được hỗ trợ một cách tận tình và chủ đạo. Mẫu 3K của nó là mẫu này 5 megapixel. Ezavit thì nó đang phát triển rất là nhiều về cái mảng camera và cái thiết bị không dây này. Sắp tới nó có khả năng nó ra cái dòng hệ sinh thái của cái nhà thông minh. Hiện tại về Việt Nam thì cũng chưa có nhiều mẫu lắm về nhà thông minh, nhưng mà camera wifi thì rất là nhiều. Góc rất rộng, nhìn cái này là biết là góc rộng lắm rồi. Tôi thử zoom xa ra xem nào. Nên cái này cái chỗ đổi mật khẩu rồi, nhiều người cứ hay tự ý đổi, nhưng mà đổi sau dùng nó sẽ rất là phức tạp, tốt nhất là không nên đổi. Tắt đi. Tôi thử zoom xem là con này 5M thì chắc là cũng không hơn quá nhiều so với con 4M, ví dụ như dòng con Pro 4M đâu. Rất là nét. Rồi, về hình ảnh nó thì
tất nhiên là mềm nó rất là nét rồi, mình không có cái gì mà phải phàn nàn về cái độ nét của nó cả. Làm thoại hai chiều thử cái loa ở gần nó sẽ rú. Tôi thử đứng xa tôi nói không. Các bạn thấy là loa của nó rất là lớn. Tại vì nó rú là cái điện thoại nó giống như cái micro mình thôi, mà đã hát karaoke mà cứ chĩa cái micro vào cái loa là chắc chắn là sẽ rú rồi. Cái đó thì là tất cả mọi thiết bị âm thanh nó đều như vậy. Chúng ta vào phần cài đặt xem nào. Xem nó thế nào nhá. Độ phân giải đây. Độ phân giải này, độ nét cực cao này, full HD này, 2DF này chuẩn này. Độ nét thì như vậy rồi. Ở đây là có cả đèn pha này. Đèn pha là mình bật đèn đây lên. Đó. Đèn pha đây. Bật đèn pha nó sáng lóa lên luôn đấy. Rồi rồi, tắt cái đèn pha đi. Cái đèn này mình có thể bật bất cứ lúc nào. Đó. Một số dòng là đèn mà bật thì chỉ được bật vào ban tối nó sáng thôi. Còn dòng này là nó có bật luôn nhá. À, chúng ta vào phần cài đặt xem nào. Xem có tính năng gì khác biệt. Ở đây nó có dò tìm thông minh này, cài đặt âm thanh, hình ảnh, cài đặt đèn. Đèn thì chắc giống như mọi con khác. À, đây là đèn trạng thái. Trạng thái thì cũng thế thôi. Có thể đặt mấy cái đèn chớp ở trên đấy, nó có thể tắt này. Danh sách các bản ghi này, cloud này, cài đặt mạng này, thông tin thiết bị, chia sẻ thiết bị. Chắc phần dò tìm thông minh này là hay nhất đây. Phần này nó có là phát hiện hình dạng người. Phát hiện hình dạng người thì mấy cái dòng AI như ở C3 Pro là, hoặc là C3TN dòng 3M là nó có rồi. Cái này thì chắc không có nhiều khác biệt này. Phát hiện người thì bình thường. Nhận diện cử chỉ, cái này là khác biệt rồi đó. Cái này là có sự khác biệt ở điểm này. Tôi thử xem nó hay ở chỗ nào. Nhận biết cử chỉ, bật lên các loại cử chỉ. Khi bạn vẫy tay với camera, các thao tác sau đây sẽ được thực hiện. Đang gọi ứng dụng sẽ nhận được một tin nhắn. Bạn có thể nhận được một cuộc gọi video sau khi trả lời tin nhắn đó. Cái này rất là hay. Theo tôi nghĩ cái này là bạn dùng cho nhà con nhỏ rất là tuyệt vời. Ví dụ như là chúng ta bận ra ngoài mà con nhà mình ở trước camera. Ở trong nhà mình dùng camera giám sát rồi, nhưng mà nhiều khi nó có những cái sự cố mà con nó cần phải trao đổi với mình, mà nó không thể, không biết gọi điện thoại chẳng hạn thế. Thì chúng ta có thể sử dụng camera này. Tôi nghĩ chắc là cái tính năng này hay đây. Tôi bật tính năng lên, tôi thử test với bạn nha. Cử chỉ này. Các bạn cử chỉ ở đây nó chỉ có cử chỉ vẫy tay. Ok. Mình thử bật cử chỉ vẫy tay chưa. Ở đây có phát hiện phương tiện này. Kiểm tra check luôn thì tiện máy. Bật phát hiện phương tiện. Nhưng mà phát hiện phương tiện thì phân tích xem các phương tiện xuất hiện có hay không. Cái này là cái tính năng này là ở cái dòng camera AI từ đợt trước đã có rồi. Con C3 Group Pro, con C3 TN Out Pro là đã có nhé. Khả năng cái này là nó hơn nhau ở điểm lớn là phần nhận diện cử chỉ. Phát hiện thay đổi hình ảnh, con nào cũng có. Thuật toán cơ bản. Chúng ta thử tắt đi xong rồi thử xem cử chỉ xem là nó sẽ như nào. Tôi sẽ tắt máy đi như này. Giống như các bạn tắt máy đi và đi xa xong. Xem là con cái mình giả sử như nó có nhu cầu gần vẫy tay xong rồi camera nó có gọi không nhé.
Để yên tôi xem là tôi đứng ở trong phạm vi của nó gọi không. À, tôi bắt đầu vẫy tay nhé, vẫy tay xem là cái camera nó sẽ gọi điện như nào. Tôi vẫy tay ở trước cái camera, các bạn sẽ thấy nó sẽ như nào. Đó, nó đã bắt đầu gọi điện về cho các bạn đây. Các bạn có thấy không? Trên cái ứng dụng là nó có gói điện và chúng ta nghe. Tôi bật điện thoại lên chúng ta nghe. Đấy, đây là hình ảnh tôi vừa vẫy tay xong. Và bắt đầu chúng tôi đàm thoại 2 chiều. Cho tôi để camera test ở gần với cái điện thoại nên là nó sẽ rú. Đó, cái tính năng này rất hay. Bởi vì các cháu nó nhỏ mà nó không chủ động được gọi điện cho các bạn, thì các bạn có thể dạy các cháu là khi nào con cần gọi bố mẹ gấp thì các con có thể đứng ở trước camera vẫy tay, thì bố mẹ sẽ trả lời hoặc là quan sát để xem là cần hỗ trợ con cái như nào. Đặc tính này thực sự là hay, rất thân thiện. Mà các bạn lưu ý rằng để mà cái tính năng mà vẫy tay nó hoạt động mà chính xác ấy, thì cái phần dò tìm thông minh này các bạn chỉ để mục là nhận diện cử chỉ. Các bạn đừng đặt ở cái chế độ là phát hiện con người, hay là phát hiện phương tiện, hay là phát hiện thay đổi hình ảnh. Bởi vì khi chúng ta bật báo động lên thì những cái tính năng này nó, bất kỳ một trong các cái tính năng này nó phát hiện ra. Ví dụ như thấy có người vào nó cũng sẽ gọi điện cho các bạn, hoặc là thấy phương tiện qua lại nó cũng gọi, hay là nó thấy hình ảnh thay đổi nó sẽ gọi, thì thế rất là phiền. Nếu chúng ta dùng vào mục đích coi con cái thì chúng ta chỉ bật nhận diện cử chỉ. Còn khi nào mà giả sử như là tối chúng ta ngủ mà chúng ta cần phát hiện hình dạng người nó hoạt động ở trên đó lên thì chúng ta bật lên nhé. Những cái tính năng này thì dễ thôi, các bạn bật lên thì là nó sẽ kích hoạt vào trong hệ thống báo động, còn chúng ta không bật thì thôi. Đó, quay lại xem là có tính năng nào hay nữa không. Dò tìm này, thông báo này, thông báo bằng âm thanh này. Thì bật âm thanh này, tắt âm thanh, tăng cường độ là cái độ âm thanh nó gọi và nó hú sẽ rất là cao. Định hình cảnh báo bằng âm thanh, cái này là khi mà có cái phát hiện gì đó thì camera chắc nó sẽ chủ động nói. Một số mẫu camera trước có rồi, không có khoảng thời gian. Cái này bạn phải chọn thời gian này, báo động nó báo cái gì. Ủa, chúng ta báo từ lúc mấy giờ đến mấy giờ đó, cái đấy tùy bạn lưu vào. Âm thanh thông báo, giọng nói cảnh báo xâm nhập. Cái này tăng cường là cái quả hú nó rất lớn này. Nút âm thanh tùy chỉnh, trước tiên bấm nút ghi. Cái này này là ví dụ như các bạn muốn bật trong chế độ là vụ như là có người khác đột nhập và nó phát hiện dạng con người thì nó sẽ báo lên. Đây tôi thử nói là tôi sẽ kích hoạt nhé. Đi ra chỗ khác, hành vi của bạn. Rồi, vậy là cái vấn đề test về cái chuyện mà nó ghi âm cái cảnh báo là chúng ta ghi cái chữ ghi âm cảnh báo vào. Đó, nó lại gọi về điện thoại. Nhưng các bạn lưu ý rằng là khi mà phát hiện con người nó sẽ không gọi giống như là cái cử chỉ nhé. Các bạn có thấy không? Nó chỉ nhắn tin dạng như này thôi. Cái phát điện thông minh thì nó báo động là phát hiện con người, nó không giống như là phát hiện cử chỉ. Mà ở đây là nó chỉ dạng nhắn tin. Còn nếu cử chỉ thì nó là gọi điện cho mình và mình phải nghe. Đấy, cái đấy đặc biệt chỗ đấy rất hay. Tắt cái âm thanh. Rồi, tiếp theo chúng ta xem tính năng nào khác nào. Tính năng khác nào hay. Rồi tắt cái loa nó đi, báo động hoài. Đó, nó cứ nhem nhẻm hoài vậy. Rồi tắt luôn đi bạn. Cái tính năng này các bạn có thể thử tương tự nhé. Tiếp theo là còn gì nữa? Cái đặt đèn. Đèn thì cái này đèn trạng thái này, mới xem qua cả hình ảnh xem nào.
thì cũng giống như các cái camera khác thôi, có chế độ là nhìn xuyên đêm này, xuyên đêm này, xuyên đêm có màu này, chế độ xuyên đêm trắng đen này, chế độ đêm thông minh. Thường cái thông minh này là nó có cái chuyển động là nó sẽ bật đèn thôi, cái độ sáng của đèn, lật ảnh, chế độ ngủ. Đây là chúng ta có thể, nếu trong phòng ngủ lắp camera trong phòng ngủ tối mà, trong phòng ngủ thì mình có thể không cần lưu lại hình ảnh, nhưng mình có thể để chế độ nó ngủ, camera vẫn hoạt động thôi, nhưng mà nó không có ghi cái hình ảnh, nhưng mà bạn không xem được cái hình ảnh thực tế. Thông tin thiết bị này. Thiết bị này, con H3 này, H3 Pro này. Xem màn hình chính xem thế nào. Màn hình chính thì có những cái giao diện gì? Màn hình chính thì cái này thì loa anh em thì cũng được mà. Thì cái nào cũng thế thôi. Cái này là chụp ảnh trên camera này, quay camera trực tiếp này, làm thoại hai chiều này, chỉnh độ phân giải này. Cái này là hú báo động, tức là nhiều khi mà mình thấy có kẻ trộm nó lảng vảng ở phía ngoài camera chẳng hạn, thế nhưng mình muốn cảnh báo cho nó biết để nó đi ra chỗ khác thì chúng ta có thể bấm cái này luôn cho nó hú. Bò lắm bạn ơi. Này trộm nó cũng hết hồn rồi. Rồi tắt đi nhá. Hoặc là nếu mà chúng ta không muốn ảnh hưởng tiếng động cho nhà hàng xóm thì chúng ta có thể bật cái chế độ đèn này lên này. Ui, tôi thấy có hiện tượng gì đó mà bất ổn. Tôi không muốn nó quay vào cái mặt tôi. Tôi đẹp quá nên là tôi cần không dám nhìn cho nó quay. Đây mình mà bật chế độ là đây tôi quay mặt nó đi nhá. Bật cái đèn này lên thì nó sẽ đèn nó sáng thôi. Đó, đó các bạn thấy không? Đèn nó sáng này. Như là ban đêm mình thấy có cái hiện tượng gì mà mình thấy nó không yên tâm thì mình bật đèn lên để cảnh báo cho những phần tử trộm cắp là nó tránh xa ra, hoặc là mình có thể là mình quan sát rõ hơn. Ban đêm mà các bạn bật đèn này lên là hình ảnh của nó là có màu, cho hình ảnh tương tự như ban ngoài thì các bạn nhìn camera thôi, nó rất là nét. Về cơ bản là cái sản phẩm này cũng thế thôi, hơn nhau một điểm rất lớn là gia đình nào có con nhỏ hoặc các cụ già không tiện sử dụng điện thoại, chúng ta có thể là trợ giúp họ bằng cách là hướng dẫn họ, chỉ cần vẫy tay trên điện thoại thôi thì cái ứng dụng này nó sẽ gọi điện về cho các bạn và các bạn có thể nghe và xem hình ảnh tại nhà, và có thể có những đưa những cái hỗ trợ cho cái người già và trẻ nhỏ được cái thuận lợi. Cái review của chúng tôi đến đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Viễn thông Hoàng Thạch. Viễn thông Hoàng Thạch là đơn vị chuyên cung cấp camera giá rất là tốt cho khách hàng tự gắn và cho anh em thợ. Tất cả sản phẩm chúng tôi bán ra đều là sản phẩm chính hãng và được bảo hành tại chính hãng. Cảm ơn, tạm biệt các bạn nhé.